Hi xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot mình là Evelyn là một tarot reader mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những cho bài tarot và oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là thông điệp hướng dẫn từ vị thần tâm linh muốn gửi đến bạn vào lúc này và đây những trao bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1. Tụ 2. Và tụ 3 ha. cho mình sẽ mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi thông điệp hướng dẫn từ vị thần tâm linh gửi đến bạn lúc này là gì. Và đây là những cho bay chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 1. Các bạn tuần 1 dạo gần đây có thể là bạn hay ngủ mơ hoặc là bạn có thể là cũng khá là mệt mỏi và uể oải, rất là cần nhiều thời gian để cân bằng để phục hồi sức khỏe năng lượng tinh thần. Các bạn có thể là đang rất là mong muốn một cái điều ước của bạn sẽ trở thành sự thật. Các bạn đang trong cái giai đoạn gọi là vượt qua những giai đoạn thử thách, vượt à, qua những cuộc thi, à, những bài test của vũ trụ. Và mình thấy các bạn đã chuyển sang cái vùng nước bình yên rồi. Và ở đây mình thấy các bạn cũng đang rất là lo lắng quan tâm nhiều đến gia đình cha mẹ các bạn hy vọng mà cha mẹ của bạn có sức khỏe tốt và bạn hy vọng cuộc sống của mình sẽ có sự đủ đầy giàu có thịnh vượng bạn hy vọng rằng mình sẽ phát triển toàn diện về mọi mặt ha, hoặc là bạn hy vọng rằng à, một số bạn ở đây mình thấy các bạn rất là mong muốn có con thì bạn hy vọng rằng cuộc sống của bạn các bạn sẽ có con có cái vân vân nói chung các bạn có nhiều ước mơ nhiều khát khao tuy nhiên có thể bạn cảm thấy mọi thứ có sự khựng lại hoặc bạn đang chờ đợi À, không biết chừng nào nó mới tới ha, kiểu vậy mình thấy việc của các bạn là hãy bình tĩnh Nhẹ nhàng, xua theo dòng Và cũng uh, đừng có kiểu uh, tiêu cực quá nhiều Và hãy có một sự bắt tay lên hành động Cho những điều bạn muốn Có thể đã đến lúc thời điểm Các bạn phải có sự chuyển đổi, thay đổi Bản thân của mình, suy nghĩ của mình Hoặc là có thể một số bạn muốn chuyển nhà Chuyển chỗ ở gì đó trong thời gian tới thì Mình thấy là các bạn sẽ thực hiện được và thời điểm này là thời điểm các bạn nên kết nối với thiên nhiên Hoa cỏ, cây cối, nguồn nước Để bản thân của bạn nó được phục hồi toàn vẹn Về năng lượng, tinh thần, sức khỏe, thể chất của các bạn Thì bạn mới có thể thu hút những điều bạn mong muốn trở thành sự thật được nha Bởi vì năng lượng của bạn nó đang bị tụt giảm Thì bạn cần phải sạc pin đó Rồi để mình xem coi thông điệp hướng dẫn từ vị thần tâm linh dành cho bạn. Lúc này là gì ha? Ở đây mình thấy các bạn được vị thần tâm linh của bạn nhắc nhở các bạn hãy có một cái sự gọi là gạt bỏ những cái thói quen thông thường và đặt cái mục đích chính của mình là phục vụ. À, đó là cái việc cho đi mà không có bất kỳ suy nghĩ hay là mong đợi nhận lại bất cứ điều gì. Hãy tiếp cận và chạm đến tinh thần của người khác vì à, có thể ai đó đang rất là cần một cái sự giúp đỡ từ các bạn. Đây là một cái lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng mà kịp thời về cái việc đền đáp ha cái sự tử tế mà bạn cho đi Hoặc là thể hiện với người khác sẽ củng cố niềm tin của người đó rằng có những người thực sự quan tâm họ Một cái hành động tử tế đơn giản có thể tạo ra cái hiệu ứng gợn sống có thể lan rộng hơn những gì mà bạn có thể tưởng tượng Nha yeah. Và lòng tốt như vậy nó làm sâu sắc và soi sáng tâm hồn và tạo ra những phần thưởng lớn hơn nhiều so với bất kỳ những cái lợi ích vật chất nào hãy tìm những cơ hội thích hợp để bạn có thể chia sẻ năng lượng và tình yêu của bạn với một ai đó một nụ cười một hành động tử tế hay thậm chí là một cái lời khen đều xuất phát từ trái tim và tâm hồn có thể là một cái điều tốt nhất bạn có thể làm cho chính mình ngay hôm nay và bạn có thể đã đặt cái câu hỏi về việc đạt được một thứ gì đó nhưng để khơi dậy cái nguồn lực dồi dào và mang cái điều đó vào cuộc sống của bạn thì điều đó phải có tác dụng cả hai chiều à, đó là cái sự cho và nhận Hãy tin tưởng rằng vũ trụ biết cái mong muốn của các bạn và sẽ mang nó đến cho bạn vào cái thời điểm thiên liêng của riêng nó nha. Cái hành động cho và nhận có thể sẽ tiếp thêm cho bạn cái lòng can đảm, hy vọng, cái cảm hứng và sức mạnh và đôi khi cũng có thể mang lại cho bạn một cái hướng đi mới. À, bằng cách chạm vào cuộc sống của mọi người thì bạn đang mở ra cánh cửa dẫn đến những cái điều kỳ diệu cho bản thân mình đó. Thời điểm này linh hồn của bạn Tâm hồn của bạn khát khao cái sự tập trung, cái sự tĩnh lặng, không nên để những cái điều phiền nhiễu bên ngoài nó ảnh hưởng đến cái tâm thái uh, nhẹ nhàng của các bạn. Đây là thời gian để bạn có thể tạm dừng, thời gian để bạn có thể suy ngẫm và dành thời gian cho chính mình. Có thể các bạn đang tìm kiếm câu trả lời từ bên ngoài thế giới và đây là lúc các bạn có thể nhận được một số câu trả lời. Điều quan trọng là bạn phải cố gắng lùi lại khỏi cuộc sống hàng ngày của mình và dành chút thời gian cho tâm hồn của mình. Và cho phép bản thân của mình tạm dừng tĩnh tâm, suy ngẫm và đánh giá lại mọi thứ. Và khi mà bạn dành cho bản thân của bạn cái sự cô đơn, sự gọi là nhẹ nhàng, những cái phút giây thanh thoảng, những cái phút giây thanh thản của tâm hồn thì đây là điều cần thiết. Ha. Bạn sẽ có thể nhìn cuộc sống của mình từ bên ngoài thay vì ở trong đó. À. Và điều này sẽ giúp cho bạn có thể có được cái nhìn sâu sắc hơn và có cuộc sống bình yên hơn sau này. Thời gian này là thời điểm các bạn có thể cho bản thân của mình những phút giây vui vẻ, à, thoải mái, làm những gì mình yêu thích. À, để bạn có thể kết nối với trí tuệ bên trong của bạn và vị thầy tâm linh của bạn. Đồng thời cũng sẽ tiếp thêm cái sinh lực cho bạn với cái năng lượng và cái sức sống quý giá mà bạn rất là cần vào lúc này đó và các bạn đang được bổ sung hoa bồi dưỡng sức mạnh cho mình à, và cái sự mạnh mẽ của bạn nó mang lại cho bạn cái sự tự tin ừ, và có được một cái cơ thể khỏe mạnh hơn đồng thời cái tâm trí và tâm hồn của bạn có sự cân bằng hơn và bạn không bao giờ thực sự cô đơn vì các bạn luôn có thiên thần vũ trụ có đấng bảo hộ thiên liên và các vị thần tâm linh luôn ở bên cạnh các bạn ở đây thì mình thấy các bạn đang được nhắc nhở rằng trong cuộc sống của bạn thì điều tuyệt vời nhất của bạn đó là điểm yếu tạo nên cái điểm mạnh lớn nhất của bạn đó có thể bạn đang phải đối mặt với những cái thử thách mới hoặc là phải chịu đựng cảm giác không chắc chắn hoặc thậm chí có thể là cảm thấy dễ bị tổn thương hoặc là bất an ừ. thì trước đây ngay khi bạn nghĩ mình không còn sức lực và đã đến mức không thể tiếp tục thì chính cái sức mạnh bên trong của bạn kết hợp với năng lượng của thần thánh sẽ nhẹ nhàng kéo bạn vượt qua đó. Đây là một cái thông điệp xác xác nhận rằng bạn mạnh mẽ hơn những gì mà bạn tưởng và bây giờ không phải là lúc để bạn có thể nhượng bộ. Hãy sử dụng cái sự tự tin bên trong của bạn để có thể vượt qua những trở ngại trong cuộc sống và biết rằng từ mỗi trải nghiệm, một cái bài học quý giá có thể được học và lưu giữ như một cái sự khôn ngoan để bạn có thể sử dụng nó trong tương lai và đừng ngạc nhiên nếu sự giúp đỡ hoặc sự trợ giúp đến với bạn và nó có thể đến với bạn một cách không ngờ tới nhất ha và hãy nhớ rằng thần thánh luôn ở đây vì các bạn thời điểm này một số bạn các bạn đang cảm thấy mình bị uh, mất đi cái năng lượng bạn bị phân tâm bạn không tập trung bạn mệt mỏi bạn cáu gắt thiếu kiên nhẫn đây là dấu dấu hiệu cho thấy cái điều đó à, đây là lúc các bạn nên tập trung và cho phép thánh linh giúp cho bạn tiếp cận kết nối lại với nguồn thiên liêng của mình bạn phải có một cái sự giữ vững cái lập trường để đầu óc của bạn có sự tỉnh táo và đồng thời ngừng suy nghĩ chạy đua hoặc là điên cuồng hỗn loạn bởi vì những điều này nó đang khiến cho cuộc sống của bạn trở nên gọi là bế tắc hoặc là bị phân nhánh ha để đến lúc các bạn lùi lại một bước vững chắc để bạn có thể suy nghĩ lại rõ ràng và phát huy hết cái tiềm năng của mình bạn cần kết nối lại với nguồn thần thánh nhưng mà để làm được như vậy thì bạn phải tiếp đất và tập trung vào chính mình, dành chút thời gian trong sự yên bình và tĩnh lặng của thiên nhiên. Dù đó là ở vùng nông thôn hay là trên bãi biển thì để bạn có thể ở bên chính mình. Các bạn hãy đi chân trần trên đất khi mà bạn có thể hoặc là có một cái sự kết nối với đất đai, với vườn tược, dành thời gian để hít thở, tiếp thu những cái phẩm chất chữa lành của sự tĩnh lặng và thanh thản. Và bằng cách các bạn giữ vững bản thân của mình thì bạn cũng đang phù hợp với cái mục đích tâm hồn cao nhất của mình. Nào. ở đây mình thấy cơ thể tâm trí và tâm hồn của bạn đang thúc giục các bạn dành thời gian để làm sạch những điều rất là cần thiết giống như bạn rửa xe dọn nhà hay là dọn dẹp văn phòng của mình cơ thể của bạn cần được chăm sóc và quan tâm à, đã đến lúc các bạn phải có sự thanh lọc tinh thần cảm xúc và thể chất của mình và vị thần tâm linh của bạn sẽ giúp cho bạn có thể được thúc đẩy hướng dẫn để bạn có thể thanh lọc giải độc cơ thể tâm trí và tâm hồn của bạn bởi vì uh, thanh lọc tâm hồn là một cách tuyệt vời để khơi dậy những cảm xúc uh, tiêu cực mà nếu không được điều trị có thể gây ra cái trầm cảm, lo lắng và thậm chí là nghiện ngập nha. Yeah. Và bạn có thể dành thời gian thoát khỏi cuộc sống bận rộn của mình để bạn có thể dọn dẹp, hãy tự thỏa thuận với bản thân rằng sẽ có được cái sự trẻ hóa tâm trí bằng cách các bạn thực hành những lời khẳng định tích cực mỗi ngày các bạn sẽ loại bỏ được những suy nghĩ tiêu cực của mình và điều này nó sẽ cho phép các bạn trở lại với trạng thái cân bằng và hài hòa nhất hãy uống nhiều nước hơn trong thời gian này và làm sạch cơ thể bằng cách giảm độc tố chẳng hạn như là hạn chế ăn đường rượu uh, cà phê vân vân và những quá chất khác hòa mình vào thiên nhiên để có thể thích thở không khí trong lành và sạch sẽ và hãy để thế giới tự nhiên truyền vào tinh thần bạn những cái đặc tính chủ lành của nó khi mà bạn thanh lọc và cân bằng lại mọi thứ bạn là một người có cái sự gọi là phát triển mặt tinh thần và thể chất cho nên bạn phải tôn trọng cả hai để bạn có thể trở thành một kênh ánh sáng rõ ràng để có thể có những nhận thức hoặc có những cái sự kết nối với thần thánh mạnh mẽ hơn khi mà bạn đã thanh lọc có được cái sự thuần khiết cho chính mình thông điệp hướng dẫn từ vị thần tâm linh vị thầy tâm linh dành cho bạn lúc này các bạn sẽ có một cái sự làm mới lại chính mình hoặc là sẽ có những cơ hội mới đến với cuộc sống của các bạn ừ. để bạn có thể phát triển một cuộc sống mà bạn mong muốn một số bạn ở đây nếu như bạn đang lay hoay với cuộc sống của mình và chưa có được cái bến đỗ an toàn thì sắp tới các bạn sẽ tìm được một cái hướng đi, một cái sự rõ ràng, một cái cơ hội để bạn có thể khẳng định chính mình hoặc làm chủ cuộc sống của mình tốt hơn và bạn cần phải có một cái sự cố gắng nỗ lực kiên trì và kiên nhẫn phải có một cái sự gọi là làm việc một cách có có sự đặt trọng tâm vấn đề hoặc là có một sự nề nếp ngăn nắp hơn trong thời điểm này thì bạn mới thành công được. Mình thấy sẽ có những người đến giúp đỡ các bạn, đặc biệt là những người mang năng lượng nữ. Mình thấy có nhiều người mang năng lượng nữ. Đây là những người nhẹ nhàng, tinh tế, thấu hiểu và có một sự thực tế, có vật chất, có tiền tài, có khả năng kinh doanh nhạy bén. Và một người mang năng lượng nam có thể là ba bạn hoặc có thể một số bạn là có ba mẹ của bạn sẽ hỗ trợ các bạn về tinh thần hoặc là những cái người mang năng lượng của một cái sự làm chủ vững chắc về cuộc sống có thể họ sẽ nâng đỡ hoặc giúp đỡ gì đó cho các bạn và ngoài ra thì vũ trụ và mẹ thiên nhiên luôn có sự giỏi theo các bạn mỗi ngày ở đây mình thấy với cái quá trình nỗ lực và phát triển những cái điều mà bạn thực sự muốn và bạn có được cái kế hoạch chi tiết cẩn thận các bạn sẽ thành công những gì mà bạn cố gắng quyết tâm bạn sẽ có được cái thành quả xứng đáng nè cho nên hãy bình tĩnh và đừng có dễ dàng để bản thân của mình trở nên gọi là dễ chán nản và thất vọng Bạn đang rời khỏi cái giai đoạn khó khăn và chuyển đến cái giai đoạn bình yên rồi Mọi thứ nó sẽ chuyển động như bạn mong muốn ừ. Và bạn cũng được khuyến khích như mình nói lúc đầu là hãy xuôi theo dòng Xuôi theo kế hoạch của vũ trụ Đôi khi có những điều mình không có giải quyết được thì mình đành phải gọi là chấp nhận nó ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật cho nên bây giờ là thời điểm các bạn nên tập trung vào điều bạn đam mê bạn mơ ước và bạn cũng là một người kiến tạo nên ước mơ của mình nữa cho nên là hãy có sự thực tế đừng ảo mộng bắt tay vô thực hiện những điều bạn muốn thì chắc chắn cái thành quả của bạn nó sẽ rất là nở rộ và thậm chí các bạn sẽ giữ vững được cái vị trí hoặc là cái thành quả này một cách rất là an toàn và vững chắc về tương lai bên cạnh đó hãy quan tâm nhiều hơn đến gia đình của các bạn Ừ. người thân của bạn cũng cần có sự thanh lọc nữa hãy quan tâm nhiều hơn đến cha mẹ ha. khuyến khích mọi người ngủ nhiều hơn chăm sóc sức khỏe của mình kết nối với thiên nhiên cây cối môi trường làm những gì mình yêu thích nha và đổi mới bản thân giai đoạn này nếu bạn có sự quan tâm nhiều đến bản thân bạn thì sức khỏe của bạn tốt hơn và bạn cũng có sự trẻ hóa hơn khá là nhiều nữa đó ừ. ngoài ra thì mình thấy là một số bạn ở đây có thể là bạn khi mà đi theo cái niềm đam mê, sự hướng dẫn từ thần thánh Các bạn được thôi thúc, thúc đẩy, các bạn sẽ trở thành một người khá là nổi bật hoặc là khá là nổi tiếng trong cái lĩnh vực của các bạn Đây là thời điểm mà một số bạn ở đây từ đôi bàn tay trắng làm lên tất cả Gây dựng dự mọi thứ từ những cái uh, viên gạch đầu tiên ha. Mà ra một số bạn các bạn đã thành công rồi thì hãy tiếp tục kiên nhẫn và đừng có dễ thất vọng gì hết uhm, Tiếp tục uh, gieo trồng bởi vì nó sắp đơn hoa kết trái rồi một số bạn ở đây có rất là nhiều tin tức liên quan đến uh, niềm vui về uh, con cái nha cho nên nếu như khoảng thời gian lâu rồi các bạn chờ đợi mãi mà, mà chưa thấy thì sắp tới thay các bạn sẽ được đó nha có được tin tức vui về con cái thậm chí, uh, những bạn nào đang mong ngóng đang trông chờ thậm chí có thể là bạn cảm thấy mất đi nguồn hy vọng nhưng mà chắc chắn uh, có ánh sáng cuối đường hầm dành cho các bạn và hãy bảo vệ xây hàng rào để à, bản thân của mình, mình tránh được những cái nguồn năng lượng tiêu cực à, hãy luôn nghĩ đến cái điều mình muốn và đã đến lúc các bạn có thể phát triển thêm những lĩnh vực mới những cái chi nhánh mới hoặc những cái điều gì đó mới rồi nha à, đừng có giam hãm bản thân của mình đừng có để bản thân của mình ở trong một cái vị trí cũ mà bạn có thể vươn cao vươn xa hơn có thể mở rộng cái cái sự nghiệp của các bạn bạn còn rất là nhiều cơ hội để phát triển nha yeah. cho nên một cuộc sống độc lập tự do an toàn về tài chính và một cái sự mở rộng phát triển thành công nó đang đến trên đường đến với các bạn và bạn hãy có một cái sự thực hiện những bước đi chuẩn chỉnh để có thể kết nối với cái nguồn năng lượng này yeah và mình thấy là các thiên thần luôn có sự theo dõi bước vào cuộc sống của các bạn để gia tăng sự khôn ngoan sự thấu hiểu sự hiểu biết của các bạn mọi thứ nó sẽ rõ ràng thôi ừ. có thể là các bạn cần phải học hỏi ở người khác những tấm gương đã đi trước những người có kinh nghiệm hoặc là đọc sách thu thập thêm tài liệu kiến thức nhiều hơn cho lĩnh vực mà bạn quan tâm thì bạn mới có thể thành công được nha và nói chung là vị thần tâm linh vị thầy tâm linh của bạn muốn nói với bạn rằng bạn sẽ thành công à, bạn sẽ tươi tốt bạn sẽ phát triển tiền bạc sẽ đến với bạn và cuộc sống dưỡng chắc an toàn sẽ đến với bạn ừ. ăn thua là ở các bạn giai đoạn này cần phải thanh lọc và có được cái sự bình yên cân bằng cho chính mình trước và hãy nhẹ nhàng với cuộc sống với mọi người và những người yêu thương các bạn ừ. chăm sóc bản thân là điều cần thiết là cái bước đầu tiên để bạn có thể tiến đến thành công nha yeah. một số bạn ở đây nếu như bạn có những cái chuyến đi gì đó sắp tới sẽ có sự suôn sẻ thuận lợi hoặc là cha mẹ của bạn nếu như bạn đang ở xa thì ba mẹ của bạn đang nhớ các bạn rất là nhiều hãy kết nối với họ hãy quan tâm nhiều đến họ ừ. một số bạn ở đây có tin vui về con cái và có khả năng là một bé trai ha ừ. rất là uh, thông minh đầy sự thích học hỏi thích phát triển bản thân Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 2 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem cái thông điệp từ vị thầy tâm linh dành cho bạn lúc này là gì. À, và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 2 các bạn tụi hai đang gồng gánh rất là nhiều việc làm việc quá nhiều có quá nhiều trọng trách hoặc là các bạn là những người ôm đờm hoặc là người trụ cột gia đình chẳng hạn các bạn có thể là hướng tới cái mục tiêu của mình và đang cố gắng để có thể tiến đến nó các bạn là những người biết mình cần gì muốn gì và biết mình phải thực hiện ra sao để đạt được cái mục tiêu và bạn đang trên đà phát triển tuy nhiên có thể dạo gần đây các bạn có khuynh hướng làm việc khá là cực nhọc hoặc là bạn có một sự dùng công việc để có thể khỏe lấp những nỗi buồn gì đó của bạn chẳng hạn. bạn có vẻ hơi bị đuối sức cho nên bạn cần có thời gian nghỉ ngơi nha, cân bằng trở lại. và thời điểm này mình thấy trực giác của bạn cũng được nâng cao rất là nhiều cho nên là các bạn có được cái sự hướng dẫn từ thần thánh để bạn biết mình phải làm như thế nào để cân bằng. các bạn có thể cần một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi hoặc là điều chỉnh lại lịch trình của các bạn tập trung vào những gì thật sự ưu tiên và có rất là nhiều việc của người khác cũng bạn cũng gánh vào mình cho nên là việc của các bạn hãy có một cái sự nhả ra <laughs> kiểu vậy. Chỉ tập trung vào việc của mình thôi, giải quyết xong mọi thứ là bạn mới có thể an yên được. Các bạn là những người luôn mong đợi một cuộc sống giàu có, một cuộc sống hạnh phúc, hoặc là một số bạn đang khát khao được có nhà mới, hay một số bạn đang cất nhà ha, hoặc là khao khát được tiến đến hôn nhân, có được cái sự tự do cho chính mình và các bạn đang hy vọng mình sẽ có được một tình yêu đẹp, một cái người đến để có thể hòa quyện gắn kết đồng hành với bạn là luôn có sự kiên nhẫn với bạn ha. à, Bạn rất là chân thành mặc dù có thể bạn ít nói, bạn uh, tỏ vẻ rất là lạnh lùng nhưng mà bên trong bạn là một người khá là hài hước, vui tính là một người rất là nhẹ nhàng mà biết quan tâm người khác, um, chu đáo và tận tâm. Các bạn là những người rất là thích trẻ thơ luôn nha và có những món quà những phần thưởng đang được mang đến cho cái quá trình nỗ lực cố gắng của bạn rồi. Nha, nhưng mà hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn một chút. Khi mà bạn làm việc quá nhiều, bạn suy nghĩ quá nhiều, bạn không cho bản thân nghỉ ngơi thì tóc của bạn rất là dễ bị bạc nha. <laughs> bạn bị stress á. À, cho nên là mình thấy là như vậy, bạn nào muốn trẻ hoài trẻ mãi các bạn nên cân bằng lại, điều chỉnh lại. Có một số bạn rất là muốn chuyển đến một ngay ngôi nhà mới hoặc chuyển đến một cái nơi nào đó bạn cảm thấy vui vẻ, tự do và thỏa thích hơn thì bạn sẽ có được cái điều này. Đây là thời điểm có thể là bạn cũng nên học hỏi, đào sâu, nghiên cứu, nâng cao kiến thức bởi vì mình thấy có kiến thức sâu rộng và có sự học hỏi ở nhiều nguồn khác nhau, học hỏi từ người khác sẽ mở đường cho các bạn tiến đến một cái cuộc sống mơ ước của các bạn. vị thầy tâm linh của bạn đang muốn hướng dẫn điều gì cho các bạn đây ở đây bạn là một người có nhiều sự lựa chọn đặc biệt là trong tình cảm À, khi mà bạn chấp nhận có trách nhiệm về cuộc sống của mình và những lựa chọn của mình thì bạn sẽ bắt đầu khai thác được sức mạnh tinh thần của chính mình bạn sẽ có thể lắng nghe và đánh giá cao cái trí tuệ trực quan bên trong bạn đồng thời áp dụng nó một cách tích cực và mang tính xây dựng vào thế giới bên ngoài của bạn yeah. các bạn đang được nhắc nhở là hãy tập trung và mang lại sự rõ ràng cho mục tiêu tiềm năng à, và hãy đưa ra những lựa chọn quan trọng mà bạn cần phải thực hiện các bạn đang được khuyến khích hãy tập trung vào những suy nghĩ và năng lượng của mình đừng để nó bị phân tán cần phải đưa ra những lựa chọn mà bạn càng dành nhiều thời gian để đưa ra quyết định quan trọng này thì bạn càng uh, mất nhiều thời gian hơn trước khi bạn có thể đạt được mục tiêu của chính mình trong thế giới vật chất và tất cả những cái lựa chọn mà bạn đã thực hiện trong cuộc đời này đều đưa đến cái thời điểm này vì vậy À, vị thầy tâm linh đang giúp cho bạn có thể dừng lại phân tích và đánh giá lại các lựa chọn khác nhau trước mắt bạn và mỗi lựa chọn có thể ảnh hưởng đến kết quả như thế nào bằng cách các bạn đưa ra những cái quyết định và lựa chọn tốt hơn thông minh hơn được cân nhắc kỹ lưỡng thì bạn sẽ không còn là nạn nhân của hoàn cảnh nữa mà có sức mạnh và khả năng thay đổi kết quả của mình hãy nhận biết các dấu hiệu và làm theo những gợi ý trực quan để bạn có thể đưa ra cái việc lựa chọn đúng đắn à, việc đưa ra quyết định đúng đắn ngày hôm nay có nhiều mục đích và có giá trị hơn so với những quyết định bất chợt hoặc là tuyệt vọng. À, cho nên một số bạn các bạn đã từng rất là vất vả trong tình yêu hoặc là trong công việc, lựa chọn nghề nghiệp hay gì đó. Thì à, bạn có nhiều cơ hội mở ra với bạn cho nên là hãy có một cái sự cẩn thận tỉnh táo khi đưa ra quyết định sự lựa chọn cho chính mình. Nha, à, cái kết tốt đẹp sẽ đến nếu như bạn lựa chọn đúng hướng đúng đường và vị thầy tâm linh của bạn sẽ thôi thúc hướng dẫn để bạn có thể chọn lựa đúng cái điều mà bạn thực sự cần. Bạn là một người có tâm hồn tốt bụng và giàu tình yêu thương. Bạn luôn chia sẻ luôn cho đi. Nhưng giờ là lúc đó bạn phải học cách đón nhận một cách ân cần. À, cũng giống như thủy triều lên xuống ha. Cái nghệ thuật cho và nhận là cái quy luật trật tự thiên nhiên của vũ trụ vì thầy tâm linh của bạn muốn trao cho bạn vào lúc này cái thông điệp này để bạn có thể thấy được cái tình yêu, sức mạnh và sự hướng dẫn mà bạn dành cho nhiều người. Nhưng đây là thời điểm mà người khác họ sẽ trả lại cho các bạn. Có thể bạn là một người cho đi mà bạn không muốn nhận lại. Ừ. Nhưng mà thời điểm này hãy cởi mở để đón nhận ha, những cái điều xứng đáng dành cho các bạn bạn là một người tràn đầy năng lượng được tạo thành từ một cái nguồn năng lượng tâm linh thông minh hướng dẫn các bạn trên cái con đường hướng tới cái hạnh phúc thịnh vượng và à, sự viên mãn hãy để cho người khác cảm nhận được cái niềm vui khi mà họ trao tặng cho bạn niềm hạnh phúc giống như bạn cảm nhận được khi mà bạn hào phóng trao tặng cho người khác à. À, và ngoài ra ở đây thì hãy có một cái sự cảm ơn nhẹ nhàng đó là đủ rồi khi mà bạn nhận được phần thưởng nhận được món quà và hãy giữ cho cái dòng chảy tự nhiên này tiếp tục diễn ra và quan sát cái cách vũ trụ đáp trả lại bạn vì cái lợi ích cao nhất của bạn bạn càng học cách chấp nhận và đón nhận thì những phước lành trong cuộc sống của bạn nó sẽ càng xuất hiện nhiều hơn có rất là nhiều vị thầy tâm linh cũng như thần thánh hỗ trợ bạn vào lúc này và các ngài chính là những nguồn thiên liên những người thân yêu bạn bè à, nói chung là bạn đang được hỗ trợ cực kỳ nhiều ở đây ừ. hãy cầu xin sự giúp đỡ và hướng dẫn từ ơn trên ha chỉ cần cầu xin thì các bạn sẽ có được cái câu trả lời các ngài muốn nhắc nhở các bạn rằng mặc dù là bạn đang tìm kiếm câu trả lời nhưng bạn không nhất thiết cần một công cụ đặc biệt để yêu cầu sự trợ giúp các ngài luôn ở đây và sẽ luôn là như vậy và mặc dù các ngài không thể can thiệp vào những cái bài học nghiệp báo mà bạn phải học, nhưng mà các ngài có thể hỗ trợ bạn bằng cách nhẹ nhàng truyền cảm hứng, hướng dẫn và giúp cho bạn có thể nhận ra cái dấu hiệu đồng bộ. Ừ. Trong suốt cuộc đời thì bạn có thể đã cố gắng làm hoặc là đã tự mình làm mọi việc. Điều này có thể mang lại kết quả nhưng khi việc đó trở nên quá sức và bạn bắt đầu cảm thấy kiệt sức, yếu đuối hoặc là không còn sức để tiếp tục thì hãy cầu xin ơn trên các ngài sẽ cố gắng hết sức để có thể giúp đỡ cho các bạn hãy nhớ một lần nữa rằng các ngài không thể can thiệp vào cuộc sống của bạn cho đến khi được bạn mời gọi được bạn cầu nguyện kết nối các ngài luôn ở đây để có thể chờ đợi và quan trọng nhất là các ngài yêu các bạn chờ đợi bạn hỏi cầu nguyện nha và các bạn được nhắc nhở khuyến khích let go buông bỏ À, một khi bạn buông bỏ kết quả bạn không kiểm soát kết quả thì bạn sẽ có thể giải phóng được tất cả những cái ràng buộc về cái mặt cảm xúc đã kìm hãm bạn trong quá khứ hãy tin tưởng vào cái điều tốt đẹp hơn và sự hướng dẫn của thánh linh bởi vì các ngài có những ý định tốt nhất cho các bạn và sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ cho bạn à, và các ngài cho bạn thấy rằng bằng cách từ bỏ những kết quả đã đặt trước của mình thì đôi khi cần thiết để đi một cái con đường khác đến cái đích đến cuộc đời của các bạn và khi mà bạn điều hướng một cái tuyến đường mới thì bạn có thể thấy rằng cái điểm đến cuối cùng sẽ thay đổi thành một cái điểm đến có lợi cho bạn hơn à, đừng bỏ qua các dấu hiệu và biểu tượng được trình bày cho bạn vào lúc này vì đây chính là thần thánh cung cấp những hướng dẫn và gợi ý để có thể hướng dẫn bạn trong suốt hành trình của mình hãy dũng cảm và từ bỏ những kế hoạch những ý tưởng không hiệu quả hãy từ bỏ những mối quan hệ không hiệu quả hãy tin tưởng và đi theo cái nguồn năng lượng đang hướng dẫn bạn theo một hướng mới ha và năng lượng nó giống như cái sự lên xuống của thủy triều và thông qua nhận thức cao hơn thì bạn có thể khai thác được năng lượng đó và chảy theo nó à, những cái ức chế trong quá khứ cái sự nghi ngờ bản thân và cái vấn đề về cái sự tự tin sẽ biến mất khi mà bạn buông bỏ và tin tưởng rằng Thánh linh sẽ hướng dẫn cho bạn đến cái nơi mà bạn cần đến đó và hãy luôn giữ vững cái lập trường của các bạn stand your ground. Đây làm học một cái hành động mang lại cái sức mạnh và xây dựng cái sự tự tin mà bạn có thể thực hiện thường xuyên. Bây giờ là lúc các bạn cần phải giữ vững cái ý chí, cái lập trường, cái sự gọi là quả quyết của các bạn. À, bạn biết bạn có thể làm được và bạn biết rằng khi làm như vậy bạn sẽ là người chiến thắng. Ừ. Thì ở đây cái thông điệp là cái bằng chứng cho thấy rằng dù bạn có bị thử thách Có bị thúc đẩy hay là dụ dỗ, xa ngã làm điều gì đó thì bạn thực sự hiểu rõ à, Cái điều gì đúng và sai, cái điều gì bạn có thể gọi là à, phát triển và điều gì bạn không nên à, kết nối kiểu vậy Đừng từ bỏ, đừng nhượng bộ và đừng đánh mất những gì đang chờ đợi các bạn Và đừng đánh mất bản thân của mình, à, phẩm chất tốt đẹp của mình Hãy nhớ rằng kết quả mà bạn biết là phù hợp với mình À, có thể không phải là kết quả mà người khác nghĩ là tốt nhất cho bạn cho nên là đôi khi có những điều bạn muốn mà người khác họ không ủng hộ thì chưa chắc rằng họ đúng ha? Ừ. cho nên là bạn được khuyến khích là giữ vững lập trường miễn là bạn cảm thấy được thôi thúc làm cái điều giá trị và tốt đẹp tích cực bạn biết rằng nó hợp với bạn thì bạn cứ làm thôi các bạn đang được cung cấp sức mạnh để bạn tin vào sự chính trực cái giá trị bản thân giúp bạn luôn sáng suốt và tập trung để có thể bảo vệ những gì bạn tin và biết là đúng với mình với cái niềm tin chắc chắn đó nó sẽ mang đến cái nguồn năng lượng dồi dào để bạn có thể đứng vững à, bạn không cần phải thỏa hiệp hay là đầu hàng và từ bỏ quyền kiểm soát mà bạn yêu quý nha vị thầy tâm linh muốn hướng dẫn điều gì cho bạn lúc này Thực sự các bạn đang bị phân tâm hoặc là bạn có rất là nhiều sự lựa chọn vào thời điểm này Cho nên là hãy có cái cái trách nhiệm trong cái việc đưa ra quyết định Có thể một số bạn đang ở trong một cái hoàn cảnh khó khăn về tài chính Hoặc là cảm thấy đơn coi, cảm thấy buồn bã về tình cảm Cảm thấy lẻ loi một mình, là có những vấn đề về bệnh tật nữa, bạn cảm thấy cuộc sống mình uh, trao đảo quá hoặc là cảm thấy mỏi mệt quá và không biết mọi thứ như thế nào. Uhm. Tuy nhiên thì mình thấy là cái giai đoạn này nó sẽ kết thúc, nó gần kết thúc rồi. <laughs> Hãy kiên nhẫn và bền bỉ hơn, ha. Uhm. Hãy bảo vệ chính mình, yêu thương bản thân của mình, chăm sóc bản thân của mình thật là tốt trong thời điểm này và luôn giữ vững cái lập trường các bạn. Các bạn sắp tiến vào cái giai đoạn gọi là đạt được cái ước nguyện của các bạn những điều bạn mong muốn nó sẽ bền chặt và nó sẽ gọi là ở trong cái bàn tay của các bạn thôi nha yeah. các bạn đang được ơn trên bảo vệ rất là nhiều để bạn không có phải va vào những cái tổn thương hoặc là những cái thất thoát hoặc là những cái khó khăn hoặc là những cái vấn đề gọi là đuối sức các ngài đang gọi là ban thêm sức mạnh cho các bạn các bạn là những người có khả năng có tầm nhìn xa rộng các bạn là những người có sự lòng thương người lòng trắc ẩn các bạn là những người có ý chí sự mạnh mẽ sự kiên cường và có sự quyết tâm cũng như nỗ lực thì các bạn sẽ đang được bồi bồi bổ và gia tăng thêm những cái điều này ừ. cuộc sống của bạn sẽ có cái kết viên mãn hạnh phúc cho nên mà đừng có lo ha. một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ chiến thắng được những nghịch cảnh trong cuộc sống hoặc là các bạn có những cuộc thi phỏng vấn gì đó bạn sẽ thành công thắng lợi cho nên bạn không cần phải lo lắng nghĩ ngợi lung tung Ừ. nếu như cái con đường nào đó bạn đi hoài đi mãi mà bạn không thấy rõ lối ra thì đã đến lúc các bạn chuyển hướng sang một cái con đường mới mà bạn cảm thấy bạn được thôi thúc bạn cảm thấy hạnh phúc với nó hoặc là, là yêu một ai đó mà bạn cảm thấy đau khổ đã đến lúc các bạn phải kết thúc cái tình yêu đó để bạn có thể bước vào một cái tình yêu mới phù hợp và có thể cái tình yêu này sẽ mang các bạn đến một cái giai đoạn kết hôn hạnh phúc như bạn mong đợi ừ. Nói chung cái khoảnh khắc, cái khoảng thời gian đau buồn, nghiệt ngã của bạn sắp kết thúc rồi. Và có thể à, à, sau ngày 21 tới tháng 6 này có thể mọi thứ nó sẽ tươi sáng rõ ràng hơn với các bạn. Có thể là bạn sẽ phát triển thành công trong cuộc sống đạt được thành tựu. Có thể là bạn sẽ trở nên tươi đẹp hơn, ha các bạn có thể năng giảm cân thành công nếu như bạn đang mong chờ cái kết quả này một số bạn nữ có thể là bạn sẽ ngày càng xinh đẹp quyến rũ tự tin và thể hiện được khả năng phát triển của mình khả năng dân trạng sức sống của mình và có khả năng là thu hút được rất là nhiều người đến với các bạn các bạn nam sẽ ngày càng gọi là có giá trị hơn trong mắt người khác bạn đạt đến cái đỉnh cao trong sự nghiệp của bạn và ngoài ra các bạn có được những thứ bạn cần tài chính của bạn nó có sự tăng nhân đôi ha? hoặc là bạn sẽ có được những cơ hội để có thể phát triển sự nghiệp mới đi theo con đường mới và cái con đường đó mới thực sự là cái con đường dành dẫn các bạn đến thành công. À, mình thấy có thể là bạn cần phải trao dồi kiến thức như mình nói lúc nãy ha, hoặc là có bạn cần phải gọi là tận dụng những cái khả năng của bạn như là nghiêng về giải trí về à, giá trị tinh thần hoặc là về sự sáng tạo hoặc là về chú ý cái khả năng giao tiếp cái khả năng ăn nói cái khả năng truyền cảm hứng của bạn bạn là một người có thể sẽ thành công trong những cái lĩnh vực này đó. Và ngoài ra cái sự cố gắng của bạn sẽ có được cái sự đền đáp xứng đáng hoặc là bạn nào thi cử, ngoại ngữ hay gì đó sẽ thành công nha, hoặc là bạn có những cái vấn đề gì đó liên quan đến quốc tế ở đây hoặc là bạn muốn học ngoại ngữ thì hãy học đi. Nha, bạn sẽ thành công đó, có một sự thành công rõ rõ ràng luôn hoặc là điều ước của bạn nó đang gần tới cho nên đừng có nản chí anh hùng ha một số bạn sẽ có nhà mới hoặc là cuộc sống của bạn sẽ thành công có nhà có cửa có được cái sự gọi là tôn trọng từ người khác có được những cái thành tích để đời những điều bạn mong muốn nó uh, luôn được ơn trên hỗ trợ để bạn có thể đạt được tất cả các uhm. bạn sắp có những cái sự ăn mừng vui vẻ thắng lợi rồi yeah. và hãy tin tưởng hãy cầu nguyện luôn bạn nào mong muốn có con thì sẽ có một đứa con rất là dễ thương khéo khỉnh, hiền, nhẹ nhàng và có cái khả năng về nghệ thuật rất là cao. Cho nên là một cái sự hướng dẫn từ vị thầy tâm linh của bạn mọi thứ sẽ đến thôi, ha? mọi thứ sẽ tốt đẹp. Các bạn sẽ nên gọi là tôn vinh và trân trọng giá trị của bản thân mình. Và biết bảo vệ sức khỏe của mình, mấy bạn quá sức thì các bạn sẽ bị bệnh đó cẩn thận cái vấn đề ăn uống trong thời điểm này, đặc biệt quan tâm nhiều đến con cháu trong nhà vấn đề ăn uống, đi đứng để tránh bệnh tật, Thế là như vậy và cái sự hoàn thành cái sự kết thúc này là do ơn trên sắp đặt sẵn cho các bạn, cho nên là thời điểm thiên liêng đến thì mọi việc nó sẽ được hoàn thành ha, hoặc là cái 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 sứ mệnh cái gì đó mà bạn đã mang đến giá trị cho người khác thì sẽ được hoàn thành và đã đến lúc các bạn được nhận rồi ha, bạn đã cho đi quá nhiều đã đến lúc các bạn được nhận nhận được cái sự công nhận cái sự đánh giá cao cái thành tích cao cuộc sống tự do hạnh phúc cuộc hôn nhân viên mãn hoặc là con cái như bạn mong đợi cho nên thời điểm này hãy tập trung vào những điều bạn muốn, tập trung vào bản thân và đừng bị phân tâm phân tán tư tưởng quá nhiều bởi những chuyện drama kịch tính hoặc chuyện của người khác nha. Ừ. bạn tập trung vào điều gì là đó thì nó sẽ thành công, nó sẽ phát triển lớn mạnh đó. Và hãy tập trung vào những điều mình yêu thích và hãy tạo nên niềm vui cho chính mình. Ừ. kết nối thiên nhiên hoa lá nhiều hơn trong thời điểm này để bạn có thể thay đổi được suy nghĩ tư duy cũng như là cái sức sống của mình bạn càng vui càng hạnh phúc cuộc sống bạn thu hút được nhiều điều tốt đẹp hơn đến với các bạn đó rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo đi nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn hai xin chào các bạn tụ ba bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ ba để xem cái thông điệp uh, từ vị thầy tâm linh hướng dẫn các bạn vào lúc này là gì và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 3 các bạn tụ 3 hiện tại các bạn đang cảm thấy phân dân hoặc là cảm thấy mỏi mệt cảm thấy có quá nhiều những điều tiêu cực hoặc là những điều bạn muốn nó chưa tới các bạn giờ gần đây các bạn cảm thấy cáu kỉnh bực bội khó chịu hoặc có nhiều cái sự cạnh tranh trong công việc hoặc là thi cử gì đó nói chung là có nhiều thứ đó khiến bạn cảm thấy bấn loạn ha căng thẳng và nóng tính nữa ừ. các bạn rất là mong muốn một cuộc sống giàu có đủ đầy có thể lo lắng cho gia đình người thân của mình ha? có một cuộc sống trọn vẹn hoặc là tiến đến hôn nhân dạo gần đây các bạn hay nhớ về những dấu những cái vấn đề cũ những ký ức xa xưa nào đó À, các bạn là những người nguyên tắc có trách nhiệm trong mọi việc bạn làm Đôi khi có thể là bạn cảm thấy cuộc sống của này khá là bất công hoặc là không có công bằng hay gì đó yeah. Nhưng bạn hãy biết luật nhân quả luôn được ứng nghiệm trong cuộc sống của các bạn Dạo gần đây có thể một số bạn đang có những vấn đề pháp lý, hồ sơ, giấy tờ, vụ kiện Hoặc có những vấn đề về thừa kế, đang theo đuổi nhưng mà có thể mọi thứ nó chưa đi đến đâu hết Hoặc là vấn đề thuế má gì đó yeah. À, trong cuộc sống của bạn khi mà bạn giữ cho có mình cái sự gọi là chính trực ngay thẳng và luôn có trách nhiệm trong mọi việc bạn làm thì à, các bạn sẽ có được những quả ngọt xứng đáng ừ. thời điểm này các bạn nên có sự tránh phán xét phê bình chỉ trích mà hãy tập trung vào việc nâng cấp giá trị cũng như hoàn thiện chính mình ừ. và tránh xa những nguồn năng lượng tiêu cực những cái người công kích các bạn gây hấn các bạn đừng để tâm đến họ quan tâm nhiều hơn đến bản thân đến gia đình con cháu người thân trong nhà thì sẽ tốt hơn thấy có một cái điều gì đó công bằng công lý đang được thực thi đó cho nên à, hãy cố sống tốt ha, và có trách nhiệm trong mọi việc bạn làm à, để xem coi vị thầy tâm linh à, đang muốn gửi thông điệp hướng dẫn gì cho các bạn đây một cái sự khởi đầu mới đang đến với các bạn nè ừ. hoặc là những khởi đầu mới đang đến các bạn có nhiều điều mới mẻ đang được mở ra mọi thứ trong cuộc sống đều không ngừng rung động và chuyển động do đó cuộc sống của bạn không ngừng thay đổi và phát triển ừ. những khởi đầu mới đang đến gần cho nên là bạn hãy can đảm và tin tưởng bởi vì ngay lúc này cuộc sống đang cố gắng thúc đẩy các bạn tiến về phía trước và đưa bạn đi theo một hướng đi mới ừ. đây là một cái thông điệp rất đơn giản nhưng nó có thể ý nghĩa sâu sắc dành cho các bạn nó có ảnh hưởng đến tương lai của các bạn. đó là cái quá trình làm thế nào để bắt đầu lại và nắm bắt cơ hội để tạo ra những khởi đầu mới. bạn có thể nói bạn không thể làm điều này, nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp hoặc là bạn đã quá lớn tuổi để có thể bắt đầu lại từ đầu. nhưng mà vị thầy tâm linh của bạn đang đưa cho bạn một cái thông điệp với một cái lý do cụ thể. cái ngài biết rằng bạn cần thực hiện các thay đổi, loại bỏ một số điều cũ kỹ có thể đã cản trở các bạn. Đồng thời thanh lọc và chọn những gì bạn muốn Để tiến về phía trước à, Các ngài biết rằng là Đôi khi không làm gì Thực sự không phải là một lựa chọn ừ. Những cái khởi đầu mới Có thể sẽ được sắp xếp vào bất kỳ Thời điểm nào trong cuộc đời của bạn Và đó là một cách tuyệt vời để có thể thiết lập lại Cái cuộc sống của các bạn à, Để tạo ra cái những cái bối cảnh hoàn hảo Cho giai đoạn tiếp theo cuộc đời của bạn Ừ Hãy bắt đầu cái quá trình thay đổi cuộc sống của mình. Đừng lo lắng nếu như bạn cảm thấy lạc lỏng hoặc là thậm chí bối rối. Đôi khi cần có một cái sự thay đổi mạnh mẽ trong cuộc sống để bắt đầu lại cuộc sống của bạn tốt hơn nha. Ở đây mình thấy các bạn đang có một cái sự kết nối với những người thân đã khúc của các bạn á. Ừ. Có thể là tùy theo hoàn cảnh cha mẹ, con cái, họ hàng thân thiết, những cái người mà gọi là thân thiết, ông bà chẳng hạn ha. Ừ. Thì một cái thông điệp rằng à, họ yêu thương các bạn họ đang được an toàn và họ cảm ơn vì bạn đã làm rất là nhiều những cái việc phước lành để có thể hồi hướng công đức cho họ và tình yêu mà bạn đã chia sẻ không bao giờ có thể bị phá dở khi mà bạn nghĩ về họ thì họ sẽ luôn ở bên cạnh dù có chuyện gì xảy ra họ biết rằng bạn nhớ họ à, khi mà bạn nhìn thấy những chiếc cầu vòng đặc biệt hoặc là con bướm chợt xuất hiện hoặc là những cái giấc mơ về họ, những cái đồng xu sáng bóng uh, hoặc là những chiếc lông vũ uh, bay trước mặt các bạn, hoặc là âm nhạc uh, mà người thân của bạn vô cùng yêu thích thì hãy, hãy biết rằng đây là dấu hiệu họ muốn nói chuyện với bạn, họ muốn nói họ yêu thương các bạn. À, và họ không có sao hết, đừng buồn nữa. À. Và cũng đã đến lúc các bạn nên nhìn thế giới qua đôi mắt của một đứa trẻ, hãy tận hưởng mỗi ngày vui chơi vui vẻ có lòng từ bi và yêu thương đối với mọi người. Ừ. hãy tự chăm sóc bản thân mình thật là tốt hãy yêu thương những người xung quanh các bạn và khi bạn làm như vậy thì người thương yêu của bạn những người thân đã khuất của bạn họ sẽ cảm nhận và chia sẻ tình yêu đó à, bởi vì họ đã và sẽ luôn gắn kết với các bạn ở đây và bạn là một người có sức mạnh tinh thần à, bạn hãy luôn nhớ là bạn là linh hồn đi kèm với thể xác chứ không phải là thể xác đi kèm với linh hồn Linh hồn là bản chất thật sự của bạn và bạn có nguồn cung cấp sức mạnh linh hồn vô hạn ừ. Khi nào mà bạn cần ha, thì bạn sẽ được bồi dưỡng cái sức mạnh cho chính mình Các bạn đang được nhắc nhở về cái sức mạnh của chính các bạn Có thể thế giới vật chất bên ngoài của bạn lúc này có thể rất là soi động Và bạn có thể đang muốn thoát khỏi điều mà tâm hồn bạn đang cố gắng giúp đỡ bạn vào lúc này Những câu trả lời bạn tìm kiếm có thể không đến từ thế giới bên ngoài nhưng có thể tìm thấy cái sự khôn ngoan và hướng dẫn từ bên trong. Và vị thầy tâm linh của bạn đang muốn cố gắng thu hút sự chú ý của bạn thông qua những giấc mơ hoặc là những cái uh, sự đồng bộ đồng lập hoặc là những con số lập vân vân. Khi mà bạn cảm nhận được cái điều này hãy nhắm mắt lại hãy thở sâu và bình tĩnh đồng thời cầu xin vị thầy tâm linh của bạn hướng dẫn cho bất kỳ tình huống nào bạn đang trải qua vào thời điểm này có thể bạn sẽ nhìn thấy được một bức tranh hoặc là biểu tượng hoặc là bạn có thể trải nghiệm một cái cảm giác hoặc nghe được một cái lời thì thầm trong tâm trí hãy tin tưởng những gì mà bạn nhận được ngay cả khi cái câu trả lời nó không đến ngay lập tức thì vị thầy tâm linh của bạn cũng sẽ biết cách hướng dẫn cho bạn vào lúc này hãy cởi mở với sự khôn ngoan và tôn vinh sức mạnh thực sự của bạn ha và các bạn đang được gọi là ân trên gọi là chăm sóc hỗ trợ các bạn các bạn là những người mang nguồn năng lượng của sự gọi là à, chăm sóc người khác cho đi nhiều hơn à, thì đây là thời điểm bạn nên sớm bắt đầu chăm sóc à, cho chính mình đừng quên bản thân của mình trong quá trình này ừ, bất kể cái loại hình chăm sóc nào đang được cung cấp thì cho dù đó là sự hỗ trợ tinh thần hay là à, thực hành nhiều hơn hoặc là bạn à, đang cảm thấy à, kiệt sức thờ ơ hoặc là cảm thấy chán nản thì thời điểm này các bạn phải hướng về bản thân tập trung vào những gì mình yêu thích nha và đồng thời giữ cho tinh thần của bạn có sự cân bằng trở lại một số bạn dạo gần đây là bạn mang rất là nhiều những cái áp lực mệt mỏi và hãy nhớ rằng tất cả mọi người đều được tạo thành từ năng lượng và năng lượng đó rất là quý giá và tinh tế các bạn cần phải bảo tồn bảo bảo vệ nó và tôn vinh nó dành thời gian cho chính bạn hãy nuôi dưỡng bản thân bằng cách bạn tự chăm sóc bản thân như là so bớt đi dạo thiên nhiên tâm nâng cao tâm trí tinh thần cởi mở và hấp thụ những nguồn năng lượng tích cực lành mạnh và kết nối với những người tích cực à, bạn sẽ cảm thấy khỏe mạnh mạnh mẽ và tái sinh trở lại các bạn đang được khuyến khích hãy vui chơi và sống trọn vẹn nhất có thể các bạn là những người rất là yêu động vật môi trường hãy kết nối với À, thú cưng nhiều hơn chẳng hạn hoặc kết nối với động vật như chim chóc à, nhiều hơn vân vân ừ. để bạn có thể à, cảm thấy vui hơn mỗi ngày hoặc là bạn có thể được khuyến khích hãy nuôi một con vật chẳng hạn à. hoặc là bạn nào đang chăm sóc à, thú cưng thì à, các bạn sẽ có sự kết nối rất là mật thiết với nó hoặc là bạn sẽ có thể hiểu được à, động vật à, cái cảm xúc suy nghĩ của nó và bạn hãy luôn biết rằng bằng cách bạn yêu thương và chăm sóc tạo vật của vũ trụ trên thực tế thì bạn đang chăm sóc chính mình. Hãy cởi mở với những ý tưởng để thế giới động vật bước vào cuộc sống của bạn. Sau ừ. khi nuôi một thú cưng bạn cũng sẽ cảm thấy vui hơn có người bạn đồng hành chẳng hạn như vậy. Và sẽ có những cái bài học những cái tình yêu đẹp đẽ đang chờ đợi các bạn. Các bạn đang được khuyến khích hãy bảo vệ môi trường ha yêu quý động vật hoặc là có những con vật gì đó nó xuất hiện trong cuộc sống của bạn để gợi mở những cái bài học hoặc là những cái điều mà bạn cần phải học hỏi từ chúng nha vì thầy tâm linh đang gửi thông điệp hướng dẫn gì cho các bạn đây bạn sẽ chiến thắng thành công, chiến thắng được những hoàn cảnh khắc nghiệt hoặc là chiến thắng được những cuộc thi, cuộc phỏng vấn gì đó, hoặc là bạn nào đó mà có những cái uh, vấn đề về pháp lý, hồ sơ, giấy tờ gì đó, bạn sẽ chiến thắng, mọi thứ nó sẽ được hoàn thành thôi, đừng lo lắng. Những gì bạn cố gắng, quyết tâm sẽ có cái kết quả xứng đáng và bạn tận hưởng cuộc sống đủ đầy sự thành công, sự dồi dào, vững chắc về mặt tài chính, an toàn và mọi thứ sẽ hoàn thành trọn vẹn một số bạn các bạn uh, thi ngoại ngữ hay gì đó ha thì bạn sẽ đậu đó ừ. hoặc là bạn muốn học ngoại ngữ hay gì đó thì bạn cứ học đi ha. nói chung là cuộc sống của bạn cũng có liên quan đến thế giới bên ngoài đến uh, uh, quốc tế đó ừ. cho nên như bạn muốn đi theo một con đường gì đó mới thì bạn cần phải tìm kiếm thông tin nhiều hơn hiểu biết về luật lệ nguyên tắc nhiều hơn ha, kết nối với những người thành công có nhiều người quý nhân đang được mang đến các bạn mình thấy có hai người một người mang năng lượng nam thì đây là một người thông minh giỏi giang có tài ăn nói có sự hoạt bát có khả năng thấu hiểu và có khả năng truyền cảm hứng cho người khác và người thứ hai là một người mang năng lượng nữ đây là một người lý trí cân nhắc biết phân tích mọi thứ có sự rõ ràng có tầm nhìn có hướng đi biết mình muốn gì cần gì và có sự chuẩn chỉnh chuẩn mực thì có thể đây sẽ là những cái người hỗ trợ cho các bạn hoàn thành trong mọi việc mà bạn đang vướng mắt đang bị trăn trở mắc kẹt Uh, một số bạn ở đây thì có thể liên quan đến tình yêu Có thể là các bạn sẽ kết thúc được Hoàn thành được cái giai đoạn gọi là cô đơn lẻ loi Nhưng mà bạn nên tập trung vào cuộc sống của mình đi Đừng chạy đuổi theo tình yêu Khi mà cái công việc của bạn nó phát triển Thì cái tình cảm của bạn nó cũng sẽ thăng hoa Gặp được đúng người và có thể tiến đến hôn nhân Và có thể cái đối tượng này là một cái người Được làm mai, được may mối Hoặc là được uh, uh, có thể được tổ tiên đã chấm chọn <laughs> cho các bạn ha, mình thấy là như vậy là một người mới, một cái người mà họ biết suy nghĩ và họ với bạn có một cái sự hòa hợp với nhau, và hướng về nhau và sẽ có cái kết công bằng cho các bạn về tình yêu lẫn như về mọi thứ trong cuộc sống hoặc là nếu như các bạn đi theo một con đường mới phát triển về sự nghiệp của mình á thì các bạn sẽ thành công và kiếm được rất là nhiều tiền và có thể năng giúp đỡ cho người thân của các bạn ở đây các bạn có những cái đáp bài liên quan đến tài chính mở rộng sự thành tựu những kết quả xứng đáng những cái sự gọi là luật nhân quả được ứng nghiệm và nó nghiêng về phía các bạn và ngoài ra thì các bạn cần phải có một cái quá trình cam kết xây dựng chăm chỉ chứ không thể nào gọi là ngồi chờ sung rụng nha và mình thấy các bạn nên đẩy mạnh cái vấn đề liên quan đến khả năng giao tiếp của mình khả năng ăn nói của mình vẻ bề ngoài của mình rồi cách ứng xử giao tiếp rồi cái khả năng nắm bắt thông tin hoặc là có sự kết nối với công nghệ vân vân những cái điều này rất là cần thiết để bạn phát triển một số bạn có thể là bạn sẽ mở rộng công việc của mình mang tầm quốc tế luôn và nó sẽ giúp cho cuộc sống của bạn có sự thăng hoa hoặc là mở rộng dòng tiền hơn Tuy nhiên phải có sự cẩn thận cẩn thận để tránh bị lừa lợi dụng phải biết phân tích hoặc là tìm hiểu luật lệ cẩn thận kỹ lưỡng ha. nguyên tắc và nghiêm túc với những gì bạn làm à, một số bạn sẽ có tin vui về con cái nếu như bạn đang trông chờ và trông đợi ừ. cái kết tốt đẹp sẽ đến với các bạn sau 21 tây tháng 6 này có thể mọi thứ nó sẽ được gợi mở ha. có những quý nhân đến để mọi thứ của trong cuộc sống của bạn nó được hoàn tất À, một số bạn có thể là bạn là một người khá là nổi tiếng mà sẽ chiếu sáng như những vì sao bạn chính là một ngôi sao cho nên là hãy trân trọng cái giá trị và ánh sáng của mình đừng để những lời tiêu cực những cái người gọi là nhỏ mọn hoặc là những người gọi là không có phát triển trong cuộc sống nha à, ảnh hưởng đến cái hành trình của bạn cái hành trình này sẽ đưa bạn đến cái sự tươi sáng sự rực rỡ sự hào quang sự thịnh vượng sự đủ đầy sự thành công sự viên mãn ừ một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn nên uh, gắn kết nhiều hơn đến gia đình cái sự hiếu thảo của bạn cũng là một cái phần góp sức giúp cho bạn có thể thành công á. ngoài ra người thân tổ tiên của bạn á, có sự uh, hỗ trợ cho bạn cũng rất là nhiều hãy luôn tạo làm nên những việc lành phước đức và luôn có sự trung thực có trách nhiệm trong mọi việc bạn làm thì chắc chắn uh, cuộc sống của bạn nó sẽ rất là uh, thành công và viên mãn trọn vẹn nhất có thể và số bạn sắp tới sẽ được thăng chức lên một vị trí cao hơn vị trí lãnh đạo ha và cũng được cũng là một cái người được công nhận được mọi người đánh giá cao hoặc là một vài bạn sắp tới sẽ có những cái bằng chứng nhận những cái chứng chỉ gì đó mà bạn đang cần đang chờ đợi thì nó đang được mang đến các bạn ừ. những điều mới mẻ đang được mang đến rồi cho nên đừng có rầu rĩ hoặc là khó chịu hãy có sự cân bằng và vui vẻ hài hòa với mọi người ừ yêu thương chính mình và yêu thương những người thương yêu các bạn Ra các bạn sẽ mở rộng cộng đồng những người yêu quý của yêu quý của bạn sẽ đến với bạn khá là nhiều à, hoặc là những người gia đình linh hồn của bạn sẽ đến để trợ giúp um, nâng cao sức sống tinh thần cho các bạn một số bạn chọn luôn tụ 2 với tụ 3 ha ừ. à, rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 3 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn